hé lộ Đại tướng Phan Văn Giang làm Chủ tịch nước thay Đại tướng Tô Lâm. Tại kỳ họp thứ 7 diễn ra vào ngày 22 tháng 5, Quốc hội đã tiến hành bầu chức vụ Chủ tịch nước. Với 472 trên 473 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026. Đại tướng Tô Lâm giữ chức vụ Chủ tịch nước được 3 tháng, thì ông tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3 tháng 8 năm 2024. Tại hội nghị, căn cứ vào các quy định của Đảng, trên cơ sở định hướng giới thiệu nhân sự của Bộ Chính trị, Trung ương đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thảo luận dân chủ, suy tôn, thống nhất rất cao với số phiếu tuyệt đối 100%, đã bầu đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, giữ chức vụ Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Sau khi ông Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư, nhiều chuyên gia chính trị cho rằng có thể ông sẽ thâu tóm quyền lực về tay của mình và người Hưng Yên. Tuy nhiên, điều này đến thời điểm này chúng ta đều nhận ra là không thể. Vì trong Bộ Chính trị thì tứ trụ là vị trí quyền lực nhất, còn Tổng Bí thư là cấp trên của đồng cấp, nghĩa là Tổng Bí thư là người lãnh đạo toàn diện. Tuy nhiên, theo quy định của Hiến pháp Việt Nam thì tập thể lãnh đạo, cá nhân chịu trách nhiệm, nên tránh trường hợp quyền lực sẽ bị thâu tóm vào một người, thì không bao giờ để một người ôm đồm hai vị trí quan trọng như chức vụ Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, được xem là người sáng cửa nhất để giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, để đảm bảo sự ngang bằng về quân đội và công an trong Bộ Chính trị và quyền lực sẵn có trong tay của tứ trụ. Đại tướng Phan Văn Giang là người hội tụ đủ điều kiện nhất theo Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bên cạnh đó, Đại tướng Phan Văn Giang còn có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực chính trị và quân sự. Hiện tại, ông là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đã có sự đóng góp trong việc duy trì an ninh quốc gia và thực hiện các chính sách quân sự. Ông cũng thể hiện là người tình cảm quân dân, đặt lợi ích nhân dân lên hàng đầu. Đối với quân nhân, chiến sĩ, Đại tướng Phan Văn Giang luôn quan tâm, động viên và thăm hỏi đến các chiến sĩ, tích cực thăm hỏi thân nhân các chiến sĩ tham gia trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại tướng Phan Văn Giang sinh ngày 14 tháng 10 năm 1960, quê quán tại xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Ông là một tướng lĩnh, là một nhà chính trị gia, mang quân hàm Đại tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hiện nay, ông là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Từ năm 1980 đến năm 1983, ông đã trúng tuyển và học tập tại trường Sĩ quan Chỉ huy Kỹ thuật Tăng Thiết Giáp. Ngoài ra, Chỉ huy Kỹ thuật Tăng Thiết Giáp, ông còn được đào tạo về hậu cần và lục quân. Ông cũng được đào tạo để trở thành sĩ quan chỉ huy cấp chiến dịch và chiến lược tại Học viện Quốc phòng. Ông đã lấy bằng tiến sĩ khoa học quân sự tại Học viện Quốc phòng. Ông nói thành thạo tiếng Anh. Đại tướng Phan Văn Giang bắt đầu cuộc đời binh nghiệp vào tháng 8 năm 1978. Khi ông nhập ngũ, ông là chiến sĩ thông tin thuộc Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 677, Sư đoàn 346. Tháng 2 năm 1979, khi cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc nổ ra, vào ngày 4 tháng 12 năm 1982, ông Phan Văn Giang được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Vào tháng 10 năm 2011, ông được bổ nhiệm làm Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng tham mưu, Cơ quan Bộ Quốc phòng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tháng 9 năm 2013, ông được thăng quân hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng. Tháng 3 năm 2014, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Tư lệnh Quân khu 1, đồng thời là Ủy viên Quân ủy Trung ương. Ngày 26 tháng 1 năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, ông được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12. Ngày 12 tháng 4 năm 2016, tại quyết định số 605 QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm ông Phan Văn Giang giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Ngày 17 tháng 5 năm 2016, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký quyết định số 955 QĐ-CTN bổ nhiệm ông Phan Văn Giang giữ chức vụ Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông cũng đồng thời là Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ngày 1 tháng 9 năm 2017, ông được thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ngày 31 tháng 1 năm 2021, tại hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, ông được bầu vào Bộ Chính trị. Vào ngày 8 tháng 4 năm 2021, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021, ông Phan Văn Giang được bầu làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Ngày 12 tháng 7 năm 2021, ông được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc quyết định thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng. Ngày 28 tháng 7 năm 2021, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, đã phê chuẩn được Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Chính phủ Việt Nam khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Vào sáng ngày 17 tháng 6 năm 2021, ông được chỉ định các nhân sự tham gia Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.